Phật Pháp ứng dụng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Thiên Triền Ứng Thất Đông Độ Kế Nhị Tâm Việt Nam Lịch Đợi Tổ Sư Pháp Đại Chứng Minh. Nam Mô Phổ Lâm Đường Thượng Khai Sơn Tạo Tự Lịch Đợi Giác Linh Chư Tôn Hòa Thượng Đài Tiền Chứng Giám. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, giảng sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách buổi thuyết pháp tối hôm nay tại tổ đình Cổ Lâm, thưa toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử, cho phép tôi được hai lời ban tổ chức đôi nét giới thiệu thơ về hình bóng quá trình tu học hoằng pháp của Đại Đức Giảng Sư. Thưa quý vị, ở đời ta nghe văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Đại Đức Giảng Sư đã thuyết giảng chẳng những ở Việt Nam mà là khắp các nước ở trên thế giới khi Ngài tốt nghiệp Thạc sĩ Phật giáo. Trở về nước, Ngài tham gia giáo hội hiện giờ với chức vụ Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Ban Hoằng Pháp Hành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, là giảng sư của Giáo hội Thành phố nói riêng và nói chung cả nước. Hôm nay nhận lời thỉnh mời của chúng tôi, ban tổ chức lễ khánh thành, lễ quý kỵ của Cố Hòa Thượng Thượng Đồng Hạ Phước, người đã dài công khai kiến thập niên 40-50 tổ đình Cổ Lâm, cho đến ngày hôm nay chúng tôi kế thừa từ nghiệp đó để trùng kiến và xây dựng lại hoàn chỉnh dưới sự chứng minh mười phương chư Phật lực đợi chư tổ đã thành tựu viên mãn nhân ngày quý kỵ của Ngài. Chúng tôi thỉnh mời Đại Đức Giảng Sư về đây trước hết cùng với chúng tôi để cống hiến và để trao gửi, để thuyết giảng ý nghĩa của buổi lễ lập thành tổ đình Cổ Lâm và lễ quý kỵ tôn sư của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, đây trước mặt của quý vị là Đại Đức Thích Phước Tiến, giảng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, để gửi đến quý vị những lời vàng ngọc mà cách đây hơn 2.000 năm lịch sử Đức Thế Tôn đã khai thị chúng sanh rồi nè.
để tiễn. Thầy mong rằng đạo tràng Phật tử hôm nay sẽ lắng động tâm tư, nghe những lời pháp mà Đại Đức đã truyền đạt cho đến chúng ta, để chúng ta làm tư lương cho nên lộ trình tu học và làm hành trang trong người Phật tử hùng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, nói riêng là môn hạ đệ tử cổ đình cổ lâm, xứng đáng với hai chữ cổ lâm vô cổ bất thành kinh từ xưa tới hôm nay mà luôn luôn già ở lũ trẻ ở đây, cho nên gọi là cao tầng năng bảo với tài đức, với hạnh nguyện, với khả năng lưu lót của dân sư đã cống hiến cho quý Phật tử mũi dẫn hôm nay rất vô cùng ý nghĩa và rất vô cùng lợi ích trong cuộc sống của người Phật tử tại gia. Trân trọng giới thiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phải dành lại cho MC. Kính mời đạo tràng niệm ba miếng hồng danh Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức, và đặc biệt là ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Như Tính, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trụ trì chùa Cổ Lâm và trưởng ban tổ chức trong buổi lễ khánh thành hôm nay. Lời đầu tiên chúng con xin được đây đầu đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng trong thường trực ban trị sự, ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý bà con Phật tử. Chúc các vị một ngày an vui, hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì được sự cho phép chỉ dạy của Hòa Thượng, trưởng ban tổ chức, thì hôm nay chúng tôi cũng có ít lời để trở về đây chia sẻ với tất cả các vị nhân cái buổi lễ khánh thành chùa Cổ Lâm. Và Hòa Thượng cũng nhằm ủng hộ tôi, vì sợ tôi là người miền Nam ra ở miền Trung sợ lạc loài, cho nên giữa nơi này thì quý Hòa Thượng, quý Thầy cũng nói là để ngồi để ủng hộ cho tôi ấm cúng, nhất là ở vùng Đà Nẵng này cũng còn lạnh á. Xin thưa tất cả các vị, và qua lời giới thiệu của Hòa Thượng và trước sự đông đủ của tất cả các vị, lẽ ra hôm nay là buổi lễ khánh thành và đồng thời lễ quý kỵ của chư liệt vị tổ sư, tôi phải nói những đề tài chuyên về những điều này. Nhưng mà các chủ đề này tôi đã nói rất nhiều, do vậy hôm nay tôi cũng gom góp lại chút ít lời Phật ý tổ và những lời giảng dạy của chư tôn hòa thượng góp lại thành một buổi giảng để chia sẻ với tất cả bà con Phật tử hôm nay, với chủ đề là nhẹ gánh tan bồng. A Di Đà Phật. Thì tôi cũng xin thưa các vị, nơi đây là chúng ta giảng ngoài không gian ngoài trời, cho nên chúng ta dễ bị loãng. Do đó thì mong ban tổ chức, ban trật tự sắp xếp làm sao
Ở đây vì không gian nó rộng quá, nó loãng, cho nên là chúng ta giữ được trật tự thì chúng ta mới tôn trọng các cụ, các bà, các Phật tử ngồi nghe pháp được. Còn xung quanh nếu chúng ta quá ồn thì thật sự là rất là khó để cho các cụ, các bà chúng ta có thể dễ nghe trong buổi pháp thoại này, bởi vì chúng ta đang ngồi ngoài trời. Xin thưa tất cả các vị, với chủ đề chia sẻ của tôi mang nghĩa là tôi gợi ý một chút cho chúng ta về nhận thức cuộc đời, về nhận thức Phật pháp trên vấn đề tu học. Cái chữ tan bồng đối với chúng ta là không lạ, đúng không? Tất cả các Phật tử ở đây hiểu chữ tan bồng là gì không? Quý cô ở đây có hiểu chữ tan bồng là gì không? Tan bồng là tan bồng. Chứ là sao? Xin thưa các vị, chúng ta cũng đã từng nghe loáng thoáng đâu đó những cái chữ này trong thơ văn. Nguyễn Công Trứ cũng có bài thơ là Nợ Tan Bồng. Và ông đã nói là lỡ mang tiếng sinh trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ tan bồng đó, nó là một cái chữ xuất phát từ cái điển tích là ngày xưa. Cái tan là cái chữ Hán, nghĩa của nó là dâu. Còn chữ bồng là một loại quả mà tôi thật ra với các vị, dâu là tôi nghĩ tan có nghĩa là dâu, dâu tầm á. Còn chữ bồng thật ra nói ở trong các điển tích nói lại là trái bồng. Mà thật lòng là tôi không biết trái bồng là trái gì. Nhưng mà cái nghĩa của chữ tan bồng nó nghĩa là gì? Xưa kia nước Việt Nam chúng ta, cái vùng miền nào đó, thì khi mà một cậu bé được sinh ra đời, khi lớn lên trở thành chàng thanh niên, thì trong cái giai đoạn tuổi lớn lên đó, người ta mới làm một cái cung bằng cái dâu tầm, người ta gọi là tan. Và người ta sử dụng cái trái gọi là trái bồng, người ta làm cái mũi tên và người ta bắn thẳng lên trời. Và khi người ta bắn thẳng lên trời rồi đó, khi trái bồng đó nó rớt về hướng nào thì sau này người con trai đó tới tuổi trưởng thành lớn lên đi lập nghiệp thì sẽ đi lập nghiệp về phương đó. Và thường thường người ta nói rằng là khi lập nghiệp về phương mà của trái bồng rớt thì chàng trai đó mới thành danh, mới nên phận. Và vì vậy sau này người ta nói đến chữ tan bồng có nghĩa là người ta muốn nói đến cái sự nghiệp. Ngày xưa là có sự thi cử, quan chức, tất cả mọi thứ, hoặc là sự nghiệp trong các ngành nghề mà chúng ta nên phận, nên danh được. Cái đó người ta gọi là tan bồng. Cái ý nó là như vậy. Vì vậy ở đây trong cái việc mà gọi là tan bồng là cái việc mà xưa nay con người ta đi lập nghiệp, đi tìm cuộc sống, đi tìm tất cả mọi thứ cho chính bản thân mình, cho người thân, thì cái nguyện vọng và ước mơ đó chúng ta gọi chung là tan bồng. Như vậy chúng ta có hiểu chữ tan bồng một cách cơ bản là như vậy không? Tan bồng nói chung là tất cả các ngành nghề, các sự nghiệp, các công việc của chúng ta nói chung là tan bồng. Như vậy ở đây với tựa đề tôi nói với các vị là nhẹ gánh tan bồng có nghĩa là gì? Nhẹ gánh tan bồng có nghĩa là thất nghiệp, phải không? Hả? Khi thất nghiệp cái nhẹ gánh tan bồng chứ gì, đúng không? Giống như kể từ năm 2008 đến giờ là kinh tế suy thoái chưa được khắc phục, và rất là nhiều nhà doanh nghiệp phải đứng bên bờ mé, cơ bằng sụp đổ, phá sản, và rất là nhiều người thất nghiệp cả trong lẫn ngoài nước. Và lúc đó chúng ta mới nói là nhờ kinh tế suy thoái cho nên chúng ta nhẹ gánh tan bồng, phải không? Phải cái nghĩa này không? Xin thưa các vị, tôi không có mang cái nghĩa này đâu. Nếu mà mang cái nghĩa đó là thuộc về chù ẻo á, chù cho mọi người thất nghiệp, chù cho mọi người không có cuộc sống, đó là một ý niệm xấu, không có ý nghĩa gì cho cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn nói vấn đề này nó rất là nhiều ý. Trước hết chúng ta cũng nhìn lại một quá trình phát triển của con người Việt Nam chúng ta đối với truyền thống của những người theo Phật giáo. Ở đây chúng ta thấy nhẹ gánh tan bồng là đa phần là những người sau khi công việc đã xong. Ví dụ những người làm triều đình thời phong kiến
hay là thời kỳ đang là, chúng ta việc nước đã xong, việc triều đình đã xong, thì ở đó sau khi người ta cáo lão về quê hay là từ quan về quê để người ta vui thú điền viên hay là cùng sum họp với gia đình, cái đó cũng gọi là nhẹ gánh tan bồng. Tức là sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, hoàn thành nhiệm vụ với nước, hoàn thành nhiệm vụ với dân, rồi bên cạnh đó những cái người lớn lên của công dân của chúng ta trong cái cuộc sống lo cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho nhiều thế hệ đã ổn, đã hoàn thành và giao lại điều đó cho con, cho cháu, và chúng ta nhẹ nhàng để chúng ta tự do với cuộc sống của chính bản thân mình, cái đó cũng gọi là nhẹ gánh tan bồng. Như vậy thì ở đây khi nhẹ gánh tan bồng, tức là khi xong việc nước hoặc là xong việc nhà, đa phần chúng ta làm gì? Đa phần là chúng ta có những người vui với con cháu, có những người ngao du sơn thủy, còn có những người thì đi vô chùa, vô chùa tu. Cái này có không? Có. Tất cả những người, mỗi một người sau khi xong việc nước rồi, chúng ta có quyền chọn cho mình một con đường. Sau khi xong nhiệm vụ của gia đình rồi, chúng ta có quyền chọn cho mình một con đường. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng chuyện đi tu là một chuyện vô cùng tích cực, chứ không phải mang cái nghĩa là trốn đời để đi tu nha. Xưa nay chúng ta hay có quan niệm là đi tu là trốn đời, do chúng ta nghe cải lương là Lan và Điệp nè, chúng ta đọc tiểu thuyết bên dòng sông Trẹm nè, chúng ta đọc nhiều câu chuyện Tiếu Lâm nè, chúng ta cứ tưởng tượng rằng những cái người đó là yếu đuối, là nhát nhúa, là trốn đời, là cái gì đó, những tội phạm gì đó, rồi vô chùa rồi tìm tu là lánh nạn, vân vân. Tất cả những quan niệm đó là một quan niệm tiêu cực, và đó là không phải là mục đích của Phật giáo. Nói chung thành phần nào cũng có, nhưng mà tất cả những cái đó là nhằm phương tiện để mở lối cho người có đường thoát, nhưng không phải là mục đích chính trong Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là cái việc mà nhẹ gánh tan bồng, có thể là xong các công việc rồi, chúng ta tìm cái sự vui thú của chính chúng ta. Có những người vui thú bằng cách là tìm cái nguồn vui và đi chơi, đi du lịch hay là thế này thế khác. Còn có những người vui bằng cách là tìm cửa chùa để tu hành. Chúng ta thấy giống như Trần Nhân Tông của chúng ta, vua Trần Nhân Tông sau khi xong việc nước rồi, ngài tu và cuối cùng để trở thành tổ, gọi là sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có những vị vua cũng cảm thấy xong việc nước, giao lại cho con, giao lại cho thái tử, giao lại cho các quần thần, rồi cuối cùng đi tu để tìm con đường giải thoát và đem cái giáo lý giải thoát đó giúp cho cuộc đời. Thì ở đây cái quan niệm sau khi xong việc chúng ta gọi là nhẹ gánh tan bồng. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Ở Hà Nội, khi mà tôi đi giảng dạy và hoằng pháp ở tại miền Bắc, đa phần dưới thính chúng của tôi ngồi trước mặt, tôi thấy là phần lớn là những ông già bà cả không à. Tôi mới thấy lạ. So với thành phố Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng giữa già và trẻ đi nó lưỡng lưỡng với nhau, cũng không hẳn là già nhiều mà cũng hẳn là trẻ nhiều. Nhưng mà ở miền Bắc 95-99% là người già. Và có một số vùng khi tôi đi đến giảng toàn là người già, không trong cái 99 nữa, 100% luôn. Bữa đó tôi đi vô một cái quận mà tôi đi dự trong một cái buổi đó, rồi đồng thời tôi giảng pháp luôn. Thì hôm đó có cái buổi trình diễn văn nghệ giống như hồi nãy vậy đó. Trước khi chúng ta là có buổi thuyết pháp thì cũng có cái văn nghệ cây nhà lá giường nữa mà. Thì lúc đó là MC giới thiệu là có 3 ca sĩ chuẩn bị ra hát với tất cả mọi người. Thì thật ra mà nói thì nghi nói đến ca sĩ thì trong lòng tôi cứ hình dung, thì đa phần là mình coi là ca sĩ là mình thấy ai là mình hiểu rồi đó. Thì bây giờ khi giới thiệu ca sĩ thì tôi cũng đang đợi chờ coi xem 3 ca sĩ nào. Khi thật sự với các vị ra 3 ca sĩ, hình như là U tới 6 hay là 70 gì lận á. 3 vị ca sĩ đeo chuỗi dài như thế, nhưng mà tóc đã bạc rồi. Và nói chung người ta ở ngoài người ta có cái gì đó, cái gì giống như áo dài khăn đóng vậy đó. Người ta quấn ở trên đầu vậy, rồi ta mặc cái chiếc áo tràng màu đà, rồi người ta đeo chuỗi dài vậy đó, người ta trang sức ta ra hát. Mà tôi thấy cỡ 6-70 rồi đó. Thì lúc đó giới thiệu 3 ca sĩ, cái tôi mới khiều một vị thầy ở kế bên. Tôi nói thầy,
Ủa sao đây ca sĩ mà những cái Phật tử lớn tuổi không vậy? Thì thầy đã mới nói với tôi câu là ở miền Bắc người ta có tập tục là trẻ vui nhà, già già vui chùa. Như vậy thì ở còn trẻ thì ở nhà làm gì làm đó, nhưng mà tới già thậm chí làm hết nổi rồi mới đi chùa. Đây là một cái quan điểm mà người ta đã ăn sâu trong cái dân của miền Bắc, và tôi đã từng thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ ở miền Bắc cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Chúng ta khi ra Bắc thì chúng ta cũng thấy rằng giới trẻ đã tiếp nhận được với lời dạy của Đức Phật, hay là với một nền văn hóa mới, trong đó có Phật giáo của chúng ta cũng được tiếp nhận nồng nhiệt và phát triển rất là tốt ở miền Bắc rồi. Nhưng mà cái thời tôi ra cách nay mấy năm thôi, nhưng tôi vẫn thấy rằng những điều đó nó hiện hiện ở trong cái làng xóm, ở nhiều nơi trên cái vùng ở miền Bắc. Xin thưa các vị, như vậy thì cái quan niệm về tang bồng của chúng ta nó mang cái nghĩa hết sức là dân gian như vậy. Nhưng mà tại sao hôm nay tôi muốn nói với tất cả các vị về cái đề tài này? Cái nhận thức về tang bồng có phải là chúng ta phải đợi đến sau khi xong việc nước việc nhà rồi chúng ta mới nhận thức, mới tu không? Trên căn bản thì là nó như vậy. Nhưng mà với kinh nghiệm của cuộc đời chúng ta, chúng ta phải có cái tầm nhìn về xã hội, về những sự thành bại, về những sự được mất, về những sự vô thường, thì nó làm chúng ta giác ngộ được điều gì. Tôi nhớ ngày xưa trong cái tập thơ Y Sa có mấy vần thơ mà tôi nhớ là: đời ảo mộng sao ta còn mê mãi, tấm thân này do tứ đại quá duyên, đưa ta vào trong nỗi khổ triền miên, mà cứ ngỡ sống trên đường hạnh phúc. Thì ở đây cái quan niệm, cái câu đó tôi đọc rồi tôi cũng có suy nghĩ à, nếu chúng ta cứ đợi nhẹ gánh tang bồng sự thật, thì đối với một vài người chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta sống trọn một cuộc đời này. Nhưng mà không hẳn rằng tất cả mọi người chúng ta từ khởi điểm rồi đến 70, 80 hay là tới 100 tuổi rồi chúng ta mới qua đời. Chúng ta tính như vậy là cơ bản chúng ta theo một tiến trình của con người thôi. Còn trên nguyên tắc sự thật với các vị, ở đây nhẹ gánh tang bồng là tôi muốn giới thiệu cho các vị là trong cuộc sống dính mắc với công việc, với danh phận, với nhiều nhiệm vụ khác nữa, nhưng mà đối với bản thân của người học Phật chúng ta phải tự ý thức trong tất cả các hành động và sắp xếp công việc trong cuộc đời của mình như thế nào. Đây là một trong những vấn đề quan trọng. Xin thưa tất cả các vị, trên cuộc đời này ai cũng phải có sự nghiệp, có công danh, có địa vị, có công ăn việc làm. Đây là nguyên tắc. Chúng ta tồn tại trong cuộc đời, chúng ta phải có cái gì để ăn, phải có một cái nghề để mưu sinh. Đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà ở đây khi tôi nói với các vị về điều đó, có nghĩa rằng trong cái công việc của chúng ta, trong sự mưu sinh của chúng ta làm sao phải có ý thức giác ngộ trong tất cả các hành động. Nếu chúng ta không có sự giác ngộ, đa phần đời chúng ta đau khổ bởi những gì chúng ta mưu cầu về nó. Tất cả chúng ta kiểm lại bản thân mình, không có cái gì khổ ngoài sự mưu cầu và những cái nhu cầu xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thông thường trong đạo Phật chúng ta thấy hay nói đến cái từ năm dục. Năm dục bao gồm gì? Năm dục là ngũ dục á, bao gồm gì? Một là gì? Tiền tài. Hai là sắc đẹp, là danh thơm tiếng tốt. Bốn thực là ăn, thùy là ngủ nghỉ. Trong năm loại này, tiền tài, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ, năm cái thứ này, đó là một nhu cầu của cuộc sống. Trên nguyên tắc xưa nay chúng ta hay nghĩ rằng đạo Phật chỉ trích hay là đạo Phật xem thường hay đạo Phật cảm thấy là bôi bác về chuyện đó. Không bao giờ có cái chuyện đó. Chúng ta phải hiểu rất rõ, chúng ta phải tồn tại trên cuộc đời này. Cơ bản nhất, muốn tồn tại được cái sự sống của chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta phải có cái gì? Trước mắt là phải có cái gì? Phải có cái gì mới sống? Cái gì? Phải có ăn mới sống. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có ăn, có ngủ, có nhu cầu, có tất cả mọi thứ. Đó là quy luật của cuộc đời. Đạo Phật không có can thiệp gì chuyện đó. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta phải thấy rằng có phải cái nỗi khổ trong cuộc đời của chúng ta nó xuất phát từ năm loại hình này không?
Có cái gì khổ đau ngoài tiền tài, sắc dục, danh thơm, tiếng tốt, ăn no, ngủ kỹ? Có cái gì khổ đau bằng cái này không? Lỡ chúng ta mà bị mất ngủ, xin thưa các vị ở trong hội trường này, ai đã từng mất ngủ đó đưa tay lên thầy coi. Ai đã từng mất ngủ? 1, 2. Nhiều dữ vậy à? Xin cảm ơn các vị. Mất ngủ có khổ không? Khổ không? Xin thưa các vị, mình thấy giấc ngủ khi mình là trẻ con hay là mình là người bình thường, mình ngủ mình thấy giấc ngủ không có gì quan trọng. Nhưng mà các vị hỏi những người mất ngủ coi, đa phần những người mất ngủ là hay tìm con đường tự tử. Các vị hỏi có phải vậy không? Những người mất ngủ là cái đầu óc họ rất hoang mang và suy nghĩ một cách gọi là hoang tưởng và hay tìm cái chết lắm. Tự nhiên họ sống họ bị khổ đau, họ bị lo lắng và họ bị hoảng loạn. Các vị hỏi thử những người mất ngủ có chuyện đó không? Cho nên ở đây tôi nói thật với tất cả các vị, đa phần những người mất ngủ rất là khổ. Bây giờ ăn không được có khổ không? Hả? Đa phần những người mà bị béo phì thì hay kiếm cái gì để nhịn ăn à, nhưng mà có những người muốn ăn mà ăn không được. Xin thưa các vị như vậy, ở đây tôi nói với các vị, những cái nhu cầu cơ bản nhất là ăn là ngủ mà chúng ta vẫn khổ đau, vẫn bị ràng buộc. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Tài sắc danh thực thì là nhu cầu của con người, không có gì sai cả. Nhưng mà dường như cái đó là cái mà đầu mối để dẫn đến cái sự đâm chém, hận thù, gieo oán mọi thứ nhiều nhất ở cái này. Vì tiền tài chúng ta có thể là quay lưng lại với tình cảm, với gia đình, với những người thân. Vì tiền tài chúng ta có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ lề lối đạo đức. Bên cạnh đó sắc là tất cả những gì? Vì bóng sắc chúng ta có thể là phá hạnh phúc của mọi người. Thậm chí vì sắc chúng ta có thể rơi vào trong vòng tù tội. Như vậy thì ở trên nguyên tắc tài sắc danh thực thì danh nữa, mỗi lần muốn đoạt được danh vị, đôi khi chúng ta đạp đổ biết là bao nhiêu điều, đôi khi chúng ta phải thủ đoạn để chúng ta có được. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, nhu cầu nhưng tại sao biến lại thành đấm đá, thù hận, chém giết và tạo nhiều nghiệp chướng và tội lỗi vậy? Tôi nói thật với các vị, nhu cầu đó không gì sai cả. Sai là do con người của chúng ta có tham vọng, không hiểu, không giác ngộ, không nhận thức được nó, đó mới dẫn đến sự sai lầm. Ăn đâu có gì tội lỗi, muốn sinh tồn là phải ăn chứ. Nhưng mà trong cái ăn của nhiều người, thậm chí bên cạnh đó những cái ăn có nhiều tội lỗi, cái ăn tạo nghiệp à, cái ăn nó hơi có cái tính chất là ác ở trong đó. Như vậy là tài sắc danh thực thùy, những nhu cầu của cuộc sống là một nguyên tắc. Nhưng mà một người có đạo đức, một người có tu học giác ngộ được điều này như thế nào? Trên cuộc đời này chúng ta giác ngộ một điều là có ai bao giờ lột da sống đời để tận hưởng tất cả những điều đó không? Có ai nghĩ mình sẽ suốt cuộc đời này mình sẽ còn có mặt để mình ăn, mình tận hưởng, mình tất cả mọi thứ không? Nhưng mà vậy đó, trong cuộc đời chúng ta cứ làm, cứ gom. Có những người cả đời gom vô, làm bao nhiêu tạo nghiệp không cần biết, gom vô 50-70 cây vàng, 100 cây vàng gì đó, gom vô để dành dòm đó. Cái tới chừng sau cuối cùng chết để lại cho ai đó. Cả một cuộc đời làm gom vô biết bao nhiêu tạo nghiệp, không dám chia ai, không dám làm gì có ích, thậm chí không dám cho con, cho cái gì hết, tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng chết để lại cho các con hay là cho cái gì đó. Như vậy thì ở đây tại sao chúng ta có quan niệm đó? Và tại sao chúng ta lại bị nó làm đau khổ? Và có một số người biết nó làm đau khổ nhưng mà chúng ta không từ bỏ, hay là không kiềm chế, hay là không có thể làm cái cách gì đó để nhẹ nhàng với nó được. Cái này tại sao? Tất cả chúng ta sanh ra trong cuộc đời, có ai cầm một cây vàng nào để mà bước ra ngoài cuộc đời không? Hồi đó này, ở đây ai sanh ra rồi cầm từ trong bụng mẹ cầm thẻ vàng bước ra không? Có ai mà đưa đây lên thầy coi cái thầy chọn quý tướng à? Hả? Cây vàng đó mà đem đấu giá là bao nhiêu cũng được đó, đúng không? Và bà mẹ nào ở đây sanh ra các con, có một đứa nào mà nó cầm được đồng tiền nào nó từ trong bụng mẹ chui ra không? Giới thiệu thầy một chú nào đó coi, có không? Không. Như vậy ở trong cuộc đời này chúng ta sanh ra chúng ta không mang cái gì theo được bên người. Nhưng tại sao chúng ta ngồi suy nghĩ,
khi chúng ta lớn lên hoặc chúng ta có sở hữu ý niệm về nó, thì tất cả những gì sở hữu đó đôi khi nó là một điều đau khổ với ta và đau khổ với người, và thậm chí dẫn chúng ta vào con đường sai lầm, tội lỗi và nhiều cái vấn đề vi phạm luật pháp khác. Là do cái gì? Cái này rất thực giữa cuộc đời chúng ta, nhưng mà chúng ta không trả lời được câu này. Chúng ta nghĩ là một con người sinh ra rồi lớn lên ai cũng vậy, tôi cũng vậy, ai ăn tôi cũng ăn, ai ngủ tôi cũng ngủ, ai làm tôi cũng làm, ai kiếm tiền tôi cũng kiếm tiền, vậy thôi. Cứ nghĩ vậy rồi cuối cùng ai già chết tôi cũng sao? Cũng chết, chứ không lẽ người ta già chết mình sống. Như vậy thì ở đây chúng ta cứ thấy đó là như một điều sự thật hiển nhiên. Có những người quên mình già chết luôn. Cứ làm hoài không hay mình già nè, và không biết cuộc đời này tới chết nè. Xin thưa các vị, những điều này rất tiếc cho một đời làm người của chúng ta. Mình làm người, mình ăn, mình sống, mình theo một quán tính từng ngày, nhưng mà đôi khi mình quên mình là ai, và mình không hay mình đang là như thế nào. Và mình cứ nghĩ mình cào cấu cho nhiều tất cả mọi thứ bằng mọi thủ đoạn để gom có được, bất cần lễ giáo, bất cần đạo đức, bất cần nghĩa tình. Mình nghĩ mình có được là đủ rồi, và mình cho rằng mình hạnh phúc. Sai rồi. Giá trị của đời người như vậy là sai rồi, và rất là rẻ giữa cuộc đời này. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này nói rằng mình sống cho chính mình, mình làm cho chính mình. Tôi nói thật với các vị, mình làm, mình ăn, mình sống, mình cho chính bản thân mình á, mình hưởng thụ cho bản thân mình, thằng khùng nào nó cũng làm được chuyện đó. Tôi nói thật với các vị, thằng khùng nào nó cũng làm được chuyện đó, chứ đừng nói cho chúng ta. Đừng nói cho chúng ta bình thường, có sức khỏe, có hiểu biết như thế này mà cũng vẫn làm ăn sống cho chính bản thân mình á. Cái đó đâu có gì hay ho đâu. Đâu có gì để có giá trị đâu. Như vậy thì giữa mình á, mình cũng sống có thể giàu sang phú quý chút. Thằng khùng nó hơi thấp hơn mình chút, nhưng mà nó cũng sống giống y chang như mình cũng y chang nó, và mình nó gần như là giống nhau. Như vậy á, nhưng mà có một cái khác á, sống được cho người thân, cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho con, và rộng lớn hơn nữa cho xã hội, dù ít dù nhiều. Cái này phải là người có đạo đức, có tư duy, có lương tâm, có hiếu thảo, có tình nghĩa. Cái này mới được. Như vậy tùy mức độ lương tâm, đạo đức, nghĩa tình của mỗi con người, do mình quân tập từ nhiều đời và do mình tu tập trong đời này, nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện, để chúng ta thấy được rằng ta sống ta cần cái gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giữa xã hội mà có những cái chuyện chúng ta thấy rất đau thương, chỉ cần một miếng ăn thôi là đã làm khổ nhau rồi. Tôi đọc báo tôi biết phải dùng miền Đà Nẵng này hay không, nhưng mà tôi nhớ đâu cái vùng bãi biển này nè, có một trận chiến vô cùng lớn giữa một vùng nào đó, một làng ấp xóm nào đó mà ra chiến rồi á, bao nhiêu người chết ở dưới đó. Tôi đọc lâu quá rồi tôi không nhớ. Tự nhiên đọc cái này lên mình thấy đau. Dân của chúng ta từng sống hy sinh cho nhau, bảo bọc cho nhau, nhường nhịn cho nhau để tồn tại, để có một sự độc lập hòa bình thế này. Biết bao nhiêu gian khó trong tình yêu thương đoàn kết của một dân tộc, đến hôm nay chỉ vì vài con tôm, vài con cá chúng ta có thể sát phạt nhau như vậy. Tự nhiên ngồi nghĩ lại chúng ta đau không? Ca dao Việt Nam từng ca ngợi tinh thần của một đất nước, nhiễu điều phủ lấy gì? Giá gương, gọi gì nữa? Người trong một nước phải chém nhau tới cùng. Hả? Ủa sai rồi hả? Chứ sao? Người trong một nước, à nhớ rồi, phải thương nhau cùng. Chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy gì? Khi đọc tới đó chúng ta mới thấy rằng đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đã cùng hòa quyện, đoàn kết, gắn bó với nhau tồn tại trải qua biết bao nhiêu ngàn năm lịch sử. Chúng ta đã chống với biết bao nhiêu giặc ngoại xâm. Vậy mà đến hôm nay khi thời bình, đúng ra cái nghĩa tình đó càng keo sơn gắn bó, còn chia sẻ nhau nhiều hơn nữa kìa. Ví dụ ở miền Trung có lụt, có bão, có lũ, thì các vùng miền khác mà cứu trợ. Vừa rồi tôi cũng có đi cứu trợ vùng này nè, không biết ở đâu mà trong vùng Quảng Nam này nè, tôi ra tôi thấy mấy cái cây mà mọc dọc đường á, tôi thấy rơm với rác nó đâu mà nó nằm trên ngọn cây á. Cái tôi hỏi ủa cái gì vậy, người ta treo, người ta làm lồng hay làm gì vậy, tôi đâu biết đâu. Mấy vị đó nói là lúc mà nước nó lũ á
nó cao đến độ 3-4 mét như vậy đó. Trời, tôi giật mình. Xin thưa với các vị, như vậy khi trong hoàn cảnh đó biết bao nhiêu người cùng chia sẻ chúng ta. Tại sao chúng ta sống trong cùng một địa phương, trong cùng một vùng miền, ai cũng làm để kiếm chén cơm manh áo, để có cuộc sống, vậy mà để chuyện đó xảy ra, đau không? Như vậy từ đâu ra cái chuyện đó? Chúng ta phải để ý ngay chỗ này rất rõ. Đó là những cái điển hình để một khi chúng ta không có sự trưởng thành về bộ não, không có tri thức, không có giác ngộ, không được giáo dục từ thở nhỏ, những bài học đạo đức, những cái điều đó nó sẽ làm cho con người chúng ta quên đi cái cuộc sống để gọi là chia sẻ đùm bọc với nhau. Các vị phải hiểu chỗ này rất rõ. Cho nên ở đây một cái giá trị của đời làm người không đơn giản là chỉ kiếm tiền để gọi là có cuộc sống cho riêng mình rồi cái gì đó. Và thật sự trong quá trình để tạo ra cái cuộc sống của đồng tiền đó, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp lực, rồi cuối cùng không khéo chúng ta chết để lại mà không có ý nghĩa giữa cuộc đời. Thậm chí có những người chết để lại tiền bạc quá nhiều, con cháu làm sao? Mâu thuẫn chém giết, thưa kiện, đấu đá với nhau, rất đau lòng. Tất cả các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây những điều này tôi muốn nói ra để làm gì? Giá trị của đời người, ai cũng sanh ra lớn lên có sự nghiệp cuộc sống rồi, ai cũng già và chết đi. Nhưng mà cổ nhân chúng ta từng dạy tất cả chúng ta làm sao? Hùm chết thì sao? Hùm chết thì để da. Người ta chết thì sao? Người ta chết để tiếng. Như vậy các vị thấy rằng hòa thượng, các vị tổ sư tại chùa Cổ Lâm này, sau khi các ngài tu hành làm lợi ích cho cuộc đời xong rồi, các ngài chết để lại tiếng gì cho cuộc đời? Tiếng gì? Tiếng thơm cho đời. Như vậy thì giá trị của con người chúng ta sống mà có ý nghĩa cho cuộc đời thì ở đây muôn ngàn năm sau người ta vẫn còn nhắc đến. Như vậy thì cuộc đời người này đã từng sống và làm việc, từng cống hiến như thế nào? Tại sao cái bàn thờ tổ tiên của gia đình chúng ta trở thành quan trọng trong gia đình ta? Các vị thấy bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ quan trọng phải là gì? Cái bức hình để lại mà mình giữ kỷ niệm trong cái bức hình đó mà quan trọng. Hay giá trị nó không phải nằm ở đó. Cái giá trị thiêng liêng của nó ở chỗ là ông bà tổ tiên từng lớp người đã hy sinh cho hậu thế của mình cái gì? Và gần nhất là cha mẹ ta đã từng hy sinh cho đời ta cái gì? Và chính cái đó, cái ân, cái nghĩa, cái tình này suốt đời này ta trả không xong, mà bây giờ cha mẹ đã qua đời, cho nên khi để hình ảnh, để bất cứ cái gì lên bàn thờ, tôn thờ, nhớ tưởng về điều đó, đó là những người con có đạo đức, có lễ giáo, tri ân, nhớ ân những người đã từng nuôi ta để có cuộc sống để nên người này. Đó là đạo lý con người. Ai bảo chúng ta dẹp bàn thờ đi, hay là ai bảo chúng ta bàn thờ là thế này thế khác, đó là người xúc phạm đến truyền thống và xúc phạm đến sự thiêng liêng của mỗi gia đình. Nhớ là như vậy. Có những người nói chửi tôi được, chà đạp tôi được, nhưng mà sỉ nhục hay là chà đạp hay là nói tên ông bà tổ tiên tôi là coi chừng cái mạng này, phải không? Chúng ta thông thường là phải như vậy. Tại sao dám xúc phạm những điều thiêng liêng như vậy? Cái thiêng liêng ở đây là những người ân này trọn đời tôi trả chưa xong mà. Tôi phải để nó để tôi nhớ, và tôi nhắc nhở con cái tôi phải nhớ. Con à, đây là hình ông nội nè, bà nội nè, hình ông ngoại nè, bà ngoại nè. Ngày xưa có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mới có má, có ba nè. Ngày xưa khổ cực như thế mà ông nội, bà nội từng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho ba má thế nào nè. Dạy cho các thế hệ tương lai cái bàn thờ này nó thiêng liêng và nó ý nghĩa thế nào. Và các con á, nghe được những lời đó, tự hào về ông bà tổ tiên của mình. Cái sự thiêng liêng nó là như vậy. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Giá trị của những người đi trước đã từng hy sinh cho cuộc đời, nó mới để lại ý nghĩa cho tất cả những thế hệ tương lai. Đây là chúng ta phải để ý như vậy. Như vậy nhìn lại trong cuộc đời, chúng ta thấy rằng sống phải có ý nghĩa. Nhưng ở đây có những người lấy cái đó làm mưu cầu cho cuộc sống riêng mình một cách ích kỷ, và tạo ra quan trái, và thậm chí không tạo ra được ý nghĩa và phúc đức cho cuộc đời mình. Rồi cuối cùng mình cũng già và chết đi. Cái này các vị nhớ, cái này là điều vô cùng quan trọng. Tôi có đọc một câu chuyện, đó là câu chuyện của Alexander Đại Đế. Các vị nhớ, câu chuyện này hay tuyệt vời.
khi nói rằng là trước khi ông qua đời, ông đã kêu tất cả mọi quần thần trong triều lại và ông dặn dò ba điều. Ông nói với tất cả các quần thần: khi ta qua đời, tất cả các khanh hãy trải vàng từ cái nơi mà khởi điểm cho đến nơi hạ quyệt ta, thì tất cả vàng bạc ngọc ngà châu báu trong kinh thành có được phải trải ra hết con đường này. Và điều thứ hai, người khiêng quan tài ta không ai khác hơn là các vị ngự y giỏi nhất trong triều đình thời bấy giờ, là những người khiêng quan tài của ta. Và điều thứ ba, cái quan tài phải khoét hai cái lỗ hai bên cánh tay của ta và để cho cánh hai cánh tay ta lòng thòng ra bên ngoài như vậy trong cái quá trình mà khiêng quan tài từ nơi khiêng cho đến nơi hạ quyệt. Thì tất cả các quần thần đều ngơ ngác hết, không biết vua mình á suy nghĩ cái gì, hay là ông sắp chết rồi, ông bị khùng hay sao á, ông dặn dò cái quái gì kỳ vậy, chưa bao giờ có những cái tiền lệ này đối với các vị vua, tại sao mà vua của mình lại dặn như thế. Thì quần thần nháo nhào lên hết và mới hỏi rằng: tâu bệ hạ, tại sao là lại là như vậy? Thì ông ta mới nói một câu như thế này: sở dĩ ta bảo các khanh làm như thế để cho tất cả bằng dân thiên hạ phải hiểu rằng những gì ta là đại đế, có tất cả những cái tài sản, những cái gì châu báu ngọc ngà quý báu nhất trên cuộc đời, nhưng rồi cuối cùng ta cũng để lại cho đời, ta không mang được gì đi theo cả, trải ngoài đường để thể hiện rằng là ta gom khắp năm châu bốn biển trở về, rồi cuối cùng ta cũng không mang theo được gì bên người sau khi ta qua đời. Và điều thứ hai, tại sao ta bảo các anh là phải cho tất cả những cái vị mà ngự y giỏi nhất trong triều mang quan tài của ta, để bàn dân thiên hạ phải giác ngộ được một điều rằng là cho dù ta là vua, có đầy đủ các ngự y giỏi nhất, thì ta cũng phải sao? Thì ta cũng phải chết. Và điều thứ ba, tại sao ta bảo mọi người phải để cánh tay ta lòng thòng ra bên ngoài như thế, để mọi người thấy rằng khi ta sanh ra ta không có mang cái gì được trên cuộc đời này, và khi ta nhắm mắt ta cũng không mang theo được bất cứ một cái gì trên đôi bàn tay này. Khi sanh ra là một đôi bàn tay trắng, và khi chết đi cũng là một đôi bàn tay trắng, để cho bàn dân thiên hạ ý thức được tính chất vô thường giả tạm của mọi thứ trên cuộc đời. Đây là lời dặn cuối cùng của một vị đại đế có mặt trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 300 năm. Xin thưa các vị, một điều đó tôi không biết ông có giác ngộ được Phật Pháp hay không, nhưng mà câu nói của ông quá tuyệt vời. Câu nói của ông làm cho sự suy nghĩ của những người có ý thức giác ngộ và có tâm tu tập. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là thời điểm đó một nền đạo học của phương Đông và một nền đạo học của phương Tây chưa có cơ hội để gặp nhau, để giao lưu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đạo học của phương Đông nó lại có những giá trị, và những lời của các cái bậc hiền triết, những cái bậc tài giỏi ngày xưa chúng ta ráp lại, nó dường như nó có cái gì đó nó gần giống nhau trong tất cả các quan điểm. Như vậy ông chết ông để lại một bài học đó cho chúng ta. Cái điều gì? Dù là vua, có đầy đủ tất cả quyền hành, có đầy đủ ngọc ngà châu báu, có đầy đủ mọi thứ, có đầy đủ các lương y, có đầy đủ các cái vị mà thầy thuốc giỏi, nhưng cũng không thể duy trì cái mạng này hơn nữa được. Như vậy chinh chiến bao nhiêu năm để rồi cuối cùng nhận ra được điều gì? Chinh chiến bao nhiêu năm tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, thậm chí đem đến xương máu của biết bao nhiêu người phải hy sinh, nhưng mà cuối cùng không được gì cả, và cuối cùng cũng ra đi bằng đôi bàn tay trắng. Như vậy ở đây con người của chúng ta sống phải giác ngộ được điều này: bản chất của cuộc đời mọi thứ tất cả đều vô thường, phải hiểu sâu sắc về điều này. Như vậy đừng vì bất cứ một lý do gì rồi chúng ta phải dính mắc để sống không có ý nghĩa và làm khổ mình khổ người. Hằng ngày chúng ta đọc các trang báo, những người vi phạm pháp luật ngoài tình tiền danh sắc ra đâu có cái gì đâu. Tất cả mọi thứ chúng ta vì tình tiền danh sắc mà chúng ta phải làm khổ mình khổ người vậy thôi. Nhưng mà ở đâu ra cái điều đó? Có phải do những suy nghĩ, những dính mắc, những tham vọng, những cố chấp của chúng ta
khi chúng ta chưa giác ngộ mà ra không? Và vì vậy khi một con người giác ngộ, không phải là giác ngộ cái là đem hết tất cả những sự sản của mình bỏ đi, nhưng mà mình có cái cuộc sống, có suy nghĩ, có sự chiết tính nó rõ ràng, và nó trong cái sự mà làm chủ được tâm ý của mình trong tất cả các hành động. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây khi giác ngộ được tính chất vô thường thì chúng ta phải hiểu được gì? Đức Phật đã từng dạy trong một câu trong kinh Pháp Cú: thân này là một cái thành được xây dựng bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già, bệnh, chết, ngã mạn và dối gian. Đây là câu kinh trong kinh Pháp Cú. Đức Phật đưa cho chúng ta một hình ảnh để chúng ta thấy thân này là cái thành. Ví dụ cái xác thân ta giống như cái thành vậy đó. Thân này như một cái thành được xây dựng bằng xương cốt, tức là lắp ráp lên bằng xương cốt. Giống như cơ thể chúng ta được ráp lên bằng xương cốt nè. Rồi giống như cái nhà mà trước khi muốn cắt nó phải có cái gì? Cái khung sườn, đúng không? Phải có sườn nhà mới cắt được chứ. Đâu thì cắt trong hư không trống trống về cắt được. Như vậy thân này như cái thành được xây cất bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt. Như vậy ở vách tường tô quét bằng vữa, bằng cát đá xi măng. Còn thân này không tô quét bằng cát đá xi măng mà tô quét bằng máu thịt. Để làm gì? Để cất chứa già, bệnh, chết, ngã mạn và dối gian. Đây là câu kinh trong kinh Pháp Cú. Sự thật ra câu này làm chúng ta giác ngộ. Trong cuộc đời nếu một lần chúng ta đến bệnh viện, chúng ta bị mổ xẻ hoặc chúng ta bị bệnh nặng gì đó, chúng ta nằm ở bệnh viện, chúng ta mới thấy rằng thân mình không có giá trị gì cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu bình thường chúng ta yêu quý bản thân này, chúng ta bảo vệ bản thân này bằng mọi cách, chúng ta chăm sóc bằng mọi cách, nhưng khi bệnh đến chúng ta nằm trong bệnh viện, sự thật ra bản thân chúng ta, thịt của chúng ta tệ hơn thịt của con heo. Tôi nói thật lòng với các vị như vậy. Thịt chúng ta tệ hơn thịt heo. Thịt heo còn đi bán được, còn thịt này ai mua? Có phải vậy không? Kiếm chỗ mà đậy cho nó kín, nó đừng có hôi, nó đừng có bốc mùi, chứ trời ơi ai mà mua thịt này. Heo chết người ta làm gì? Người ta đem bán, không tiền nhiều cũng tiền ít. Còn người chết này đem làm gì? Có ai mua không? Không. Đi kiếm chỗ mà giấu, trước khi chôn giấu trong quan tài, đúng không? Để bình thường như ai dám đến giếng, có phải không? Ghê quá mà. Rồi sau vài ba ngày sau nó bốc mùi hôi quá mà. Mà trước khi cái hôi đó, cái ghê đó, thì chúng ta cũng mặc đẹp mài ngày, thế này thế khác, cũng trẻ, cũng đẹp, cũng tươi, cũng sức dầu thơm, cũng ăn các thứ quý, cũng thứ ngon. Nhưng tại sao tới khi chúng ta nằm xuống đó, nó vô dụng như vậy? Vậy mà khi trong cuộc sống không nghĩ đến một ngày nào con người chúng ta vô dụng như vậy, mà chúng ta đấm đá tham tàn tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng trở thành một xác thân không có ý nghĩa gì cả. Đến nỗi mà người ta phải kiếm cái quan tài, người ta bỏ vô vậy chưa chịu nổi nữa, phải mua bịch ni lông về rồi mới nhét vô, mà quấn mới đậy lại, đậy vậy chưa chấp nhận nữa, mua trà đồ về để nó hút nước rồi nó bớt hôi nè, ghê vậy đó. Nhưng đó là ý nghĩa gì? Tất cả những sự mà tẩn vô bằng trà, bằng này, bằng kia, tất cả mọi thứ chẳng qua là làm hạn chế bớt cái mùi hôi, mùi bất tịnh của một cái xác chết vậy thôi. Chúng ta đâu biết rằng một ngày nào rồi tất cả chúng ta đều như vậy. Có bao giờ chúng ta ngồi suy nghĩ vậy không? Chúng ta tham tàn, chúng ta bạo ngược, chúng ta trộm cướp, chúng ta làm đủ thứ điều trên cuộc đời. Chúng ta bất hiếu để chúng ta kiếm được cái ăn, cái rài, cái tất cả mọi thứ cho chúng ta. Nhưng rồi chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta cũng như thế. Nhưng mà vậy mà chúng ta cứ làm. Như vậy giá trị của con người không phải chết rồi là cái gì, mà giá trị là khi còn sống người đó đã làm được gì. Ý nghĩa của nó ngay cái chỗ này. Để cái xác chết đó người ta có trân trọng hay không là vì người ta nhớ rằng trước khi cái xác này nằm đó, trước khi cái xác này nó chết đó, người ta đã làm gì. Quý là quý ở chỗ đó đó các vị, phải để ý. Như vậy thì tôi muốn nói các vị, lời Đức Phật dạy quá tuyệt vời. Thân này như một cái thành được xây dựng bằng xương cốt. Các vị thấy con người của mình thấy vậy á, chứ nó không có gì để gọi an toàn hết đó.
Các vị có thấy con người mình có gì an toàn không? Thật ra với các vị, khi có thịt có da đầy đủ, các vị thấy nó như vậy đó. Nhưng mà các vị thử chiếu trên phim hay là chúng ta chụp X quang rồi đó, chúng ta thấy rằng xương tay xương chân mình nó rời từng khúc, mà nó do thịt gân nó gắn dính vậy nè. Nó không có một cái gì để gọi là bảo đảm hết trơn trọi á. Từng khớp xương, từng con người của chúng ta nó ráp lại, nó là một bộ xương. Thỉnh thoảng chúng ta coi phim ma, chúng ta thấy cái bộ xương á, phim kinh dị rồi đó. Cơ thể chúng ta giống vậy đó, xương tay xương chân, đầu óc đồ này kia là một cái đầu lâu chứ gì. Nó không có gì hết trơn á, mà nó ráp lại cái đầu này nó dính gì đâu. Nó không có dính gì hết trơn á, nhờ gân, nhờ thịt rồi nó bó lại. Cái chúng ta thấy cũng là một con người ha, có cổ, có tay rồi. Nhất là chúng ta nhìn những hoa hậu, chúng ta thấy cũng đẹp, đẻ rồi này kia kia nọ. Nhưng mà thật sự thẩm sâu nó là như vậy đó. Nó là những cái gì chúng ta thấy rất là sợ hãi. Chúng ta thấy ghê như vậy. Cho nên một lần ai mà đi vào trong bệnh viện để thăm những người thân hoặc chứng kiến những người bị mổ, bị bệnh nặng này kia đó, hay là cái phòng cấp cứu, chúng ta coi những cái tai nạn này kia đó, chúng ta thấy rằng chán chê bản thân này ghê gớm. Vậy mà bình thường ai nói tới cái coi à, nói xong mày hôi quá, bộ mày chưa tắm hả mày, chửi liền à, đúng không, tự ái à. Nhưng mà thật ra bản thân chúng ta nó vốn hôi, chúng ta phải tắm, chúng ta phải rước dầu vô để che bớt lại. Chứ thật ra bản thân, nếu bản thân chúng ta không hôi, 10 năm chưa tắm cũng không hôi nữa, có phải vậy không? Nhưng mà bản chất chúng ta vốn hôi, cho nên lỡ đi ra, nếu mà chúng ta giác ngộ, chúng ta đứng kế ai đó nói bộ chưa tắm sao hôi dữ vậy bà, thì cười khà khà, mấy ngày bẩn quá chưa tắm, đúng không? Nếu giác ngộ chúng ta vậy. Nhưng mà không giác ngộ, mình làm vậy mũi mình mũi trâu hả, có phải vậy không? Thế đấy, chúng ta phải tìm cái cách chúng ta nói lại cho nó đã. Chứ tự nhiên nó nói mình tự ái, cái ngã, cái sân, cái si, cái giận, cái tức nó nổi lên. Nhưng mà sự thật, nhìn lại đi, bản thân này là cái gì? Đức Phật dạy không sai tí nào, để giúp chúng ta nhận thức giác ngộ, để bớt đi tham tàn, bớt đi bạo lực, bớt đi tội ác, chứ không có gì cả. Đức Phật muốn dạy là cái chỗ đó đó, chứ không phải là nói để chúng ta đem thân này chúng ta luyện đi. Nó không mang cái nghĩa đó. Cho nên ở đây, trong thân này nó chứa sự tham tàn, bạo lực, gian dối, lừa đảo, tất cả những cái đó. Để nuôi cái gì? Nuôi một xác thân giả tạm, nó vốn vô thường như vậy đó. Nó không có gì gọi là bảo đảm, không có gì gọi là an toàn cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, khi mà lời Phật dạy chúng ta giác ngộ để chúng ta sống trầm lại một chút xíu. Bản thân chúng ta cần phải giác ngộ để chúng ta trầm lại, chúng ta sống chậm lại một chút, để biết nhìn, biết ngó, biết tư duy và biết chủ động các hành động của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không học Phật, chúng ta không hiểu được điều đó. Chúng ta không học Phật, con người chúng ta sống như quán tính vậy đó. Ngày hôm nay cũng ăn, cũng làm, cũng ngủ. Rồi ngày mai cũng ăn, cũng làm, cũng ngủ. Rồi ngày mốt cũng ăn, cũng làm, cũng ngủ. Trong đó nó có tính cách vất vả hay là thoải mái, tùy cái hoàn cảnh của mỗi con người. Nhưng mà dường như chúng ta là lao vào như thế, và ăn ngủ này tới 70 năm cái rồi, rồi chết. Tự nhiên thấy 70 năm lặp lại ăn, làm, ngủ, ăn, làm, ngủ. Và 70 năm cũng lặp lại ăn, làm, ngủ và gì? Và cuối cùng chết. Như vậy không có ý nghĩa. Điều này tôi muốn nói đến các vị, những cái lặp lại trong cuộc đời, đôi khi không tu tập, chúng ta thấy nó là chuyện thường. Chúng ta thấy xung quanh ta bao nhiêu nhà ai cũng vậy, mọi người ai cũng vậy. Cho nên tu tập là cái cách thức tốt nhất để chúng ta chọn cho chúng ta một cái cách sống thứ hai trong giữa cuộc đời này, vẫn ăn, vẫn làm, vẫn ngủ, mà nó có nhiều ý nghĩa trong đó. Các vị phải cần phải hiểu ngay cái điều này rất rõ là như vậy. Cho nên ngày hôm qua trong một buổi khai giảng cái khóa tu một ngày an lạc tại tu viện của tôi, Hòa thượng Minh Thông là hòa thượng luật sư có dạy cho toàn thể đại chúng tu hành, mà trong đó hòa thượng có dặn là một điều, hòa thượng đưa ra cái hình ảnh để chúng ta tự hình dung. Hòa thượng nói là có một con nhện và một con tầm. Tất cả nhện hay là tầm đều là nhã tơ cả. Nhưng mà con tầm nó nhã tơ để nó làm gì? Con tầm nhã tơ để làm gì? Để chết. Và con nhện nhã tơ để làm gì? Để kiếm ra phương tiện sống để nuôi thân mình. Hai cái hình ảnh này hòa thượng nói ra tôi giật mình các vị.
đưa ra một hình ảnh rất đơn giản, nhưng mà Hòa Thượng dạy ở trong đó, tự nhiên mình cảm thấy mình ngồi suy nghĩ. Con tầm nó nhả tơ, và chính nó nhả tơ nó trở thành tổ kén. Nó nhả nhiều chừng nào thì nó cột trói nó vô sâu trong đó và dễ chết hơn chừng này. Trong khi con nhện nó văng tơ, chưa bao giờ con nhện chết vì tơ, có phải không? Có con nhện nào mà chết vì tơ nhện không? Các vị có bao giờ nghiên cứu và tìm hiểu rằng có một con nhện nào nó tự nhiên văng tơ cái bị tơ quấn cái chết queo, có không? Không có chuyện đó, đúng không? Như vậy con nhện nó văng tơ là để nó bắt mồi để nuôi sống. Nó nuôi sống, nó qua một giai đoạn rồi nó bỏ, nó sẽ đi văng cái tơ khác để nó sống tiếp tục. Cái này cho chúng ta một bài học. Trên cuộc đời có những người mưu cầu cuộc sống mà không có ý thức giác ngộ, thì càng tạo ra sự nghiệp, càng tạo ra danh vọng, càng tạo ra nhiều thứ chừng nào thì càng cột trói chúng ta để chúng ta chết sâu vào trong đó chừng đấy. Đây là một cái điều quan trọng. Như vậy có những người có cuộc sống, vẫn làm, vẫn có cuộc sống, tạo ra sự nghiệp, nhưng mà họ không bị chết sống ở trong đó. Họ biết trưng dụng đồng tiền của họ cho có ý nghĩa, họ biết làm như thế nào để cho cuộc sống vừa ăn ổn cho bản thân mình, cũng vừa tạo ra cuộc sống cho có ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên vì vậy lời Phật dạy trong cái vấn đề mà nhu cầu của cuộc sống chúng ta, trong một cái đoạn kinh Đức Phật dạy rằng khi chúng ta tạo ra được nhu cầu của cuộc sống, trong kinh doanh có tiền lời, thì cái đó chúng ta phải chia ra làm ba. Thứ nhất là chúng ta sẽ đem tiền đó chúng ta nhập một phần vào vốn cũ. Cái thứ hai là chi tiêu những nhu cầu cho gia đình. Và thứ ba là một phần làm công ích cho xã hội. Đây là những lời Đức Phật dạy. Như vậy một người tu hay là một người Phật tử khi ý thức được điều này, chúng ta sẽ trở nên những người sống có ý nghĩa cho cuộc đời và cho xã hội. Chứ đôi khi chúng ta không giác ngộ, chúng ta đau khổ vì mấy cái thứ vô tri này quá đi. Sự thật ra ai cũng cần có vàng, có bạc, có cuộc sống, có tiền hết á. Thì dĩ nhiên nó là cái đề nhu cầu của cuộc sống, nhưng mà mỗi người có cái cách nhìn khác nhau. Hòa Thượng hôm qua kể có một cái cô đó, cô thấy Hòa Thượng cất chùa, cho nên cô thưa với Hòa Thượng là con sẽ dành cúng dường cho Hòa Thượng 2 cây vàng, ít hôm nữa con sẽ mang vô chùa con gửi cúng cho Hòa Thượng. Cái Hòa Thượng nhận lời, mà sao Hòa Thượng đợi từ lúc cổ hứa mà cổ nói ít hôm nữa, mà gần 1 năm sau cô mới vô gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng nói ủa sao mà nghe cô hứa mau lắm mà sao thấy hôm nay gần 1 năm sau lâu vậy. Nói Hòa Thượng cũng quan hỷ cho con, mỗi lần con mở tủ con lấy ra con tính là đem cúng dường Hòa Thượng, cái con mới lấy ra cái xong con thấy con tiếc quá, cái con vuốt vuốt cái con hung cái sẽ con để lại con cất vô. Rồi cái thật ra ít hôm con cũng nhớ con hứa với Hòa Thượng đó, nhưng mà rồi cái con lấy ra, cái sau con lấy ra con thấy đó, cái con hung nó cái vuốt vuốt con để vô. Mà chính vì chỗ đó mà con không đành lòng, mà cho tới hôm nay 1 năm sau con mới mang đến được cho Hòa Thượng. Thì ở đây các vị thấy điều gì? Cái này thật sự thấy như vậy mà mình cảm thấy sợ nha các vị. Cái sợ ở đây là sợ chỗ nào? 2 cây vàng trong nhiều cây vàng chúng ta có được, mà mỗi lần chúng ta lấy ra chúng ta vuốt vuốt chúng ta hung như vậy, thì cái này nó làm khổ cho chúng ta mai này. Mai này rồi cả sự nghiệp này chứ không phải là 2 cây chúng ta cũng bỏ lại, thì cái nỗi tiếc, cái đau khổ của chúng ta nó dằn vặt trong con người. Ở đó chúng ta vô cùng đau khổ trước giờ sanh tử. Cái này ghê lắm mà. Các vị phải lấy thấy cái đó mà suy nghĩ cái khác, chứ không phải là cười cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó là đơn giản rồi, nhưng mà nó là làm cho chúng ta thấy một điều là nếu chừng ấy với tài sản của mình mà mình còn tiếc nuối, mình còn đau khổ, mình còn dằn vặt như vậy, thì mai này đối diện với sanh với tử, tất cả những sự nghiệp, tiền tài, vợ đẹp, con ngoan trên cuộc đời muốn từ bỏ là chuyện nỗi đau nhất trong lòng mình. Cho nên đa phần trong cuộc đời người ta sợ chết là vì chỗ này. Những người tu, những người giác ngộ thì không sợ chết, đa phần là không sợ chết. Còn ở đây nếu chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta rất đau khổ, và cái nỗi sợ hãi chúng ta về chết ghê gớm, và chúng ta rất là ghét ai nhắc đến chữ chết ở trong lòng chúng ta. Sắp chết mà ai nói tiếng chết,
mày đi chỗ khác ha, miệng mặn mắm muối mày à, có phải không? Mình đã sắp chết mà ai nói mà mình cũng đâu chịu. Tức là cái ước vọng sinh tồn của chúng ta nó vô cùng lớn, vì chúng ta không giác ngộ được rằng là sau khi chết là cái gì. Bởi vì chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta không biết rằng những gì chúng ta từng hưởng, chúng ta còn mở mắt, chúng ta còn cảm nhận đây, chúng ta còn gờ đụng đây, thì ở đây chúng ta còn biết mình như thế. Rồi bây giờ mình nằm chết queo đó, rồi tất cả những cái đó là cái gì và chúng ta đi đâu? Đau khổ nhất là cái này. Và vì vậy trong cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ tập buông xả, hay là chưa bao giờ có một cái nhìn rộng, thì trong cuộc đời biến cố xảy ra, nỗi đau khổ lớn vô cùng đối với trong tâm trạng của mỗi con người. Các vị phải để ý điều này rất rõ. Cho nên ở đây khi tu tập để nhìn lại mấy mươi năm trên cuộc đời, mình đã từng làm gì, mình sống thế nào, à, những cái thiện, cái ác, cái được, cái mất trong cuộc đời như thế nào, nhìn nhận và giác ngộ những điều ấy rất rõ cho bản thân của chúng ta. Ai trên cuộc đời này bảo đảm rằng mình không bao giờ chết đâu? Hay là ai nghĩ rằng mình tới già mới chết? Cái điều đó không bao giờ nói trước được điều đó. Các vị nên nhớ là chỗ này. Cho nên ở đây trong cuộc đời chúng ta phải tự cảnh tỉnh giác ngộ mình bằng những hiện tượng mà xã hội của người ta xảy ra, và nó lấy cái đó làm bài học cho chính chúng ta. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một ông già ông chết, rồi ông xuống dưới ông gặp vua Diêm Vương. Ông mới trách vua Diêm Vương rằng là tại sao ngài kêu quỷ sứ đến bắt tôi mà ngài không cho tôi hay. Ít nhất là trước khi ngài kêu quỷ sứ ngài bắt tôi xuống dưới địa ngục này thì ngài cũng phải cho tôi hay thế này thế kia chứ. Thì lúc đó Diêm Vương mới trả lời rằng: "Ấy, ngươi trách ta như vậy là không đúng. Ta đã cho ngươi hay, ta đã gửi ngươi rất nhiều bức thơ mà ngươi nhận mà ngươi không trả lời cho ta, và dường như ngươi cũng không có đọc những bức thư của ta." Ông già này ông mới giải nảy, ông mới cãi với vua Diêm Vương. Ông nói: "Tôi đâu nhận được bức thơ nào đâu mà ngài nói tôi nhận bức thơ." Thì lúc đó vua Diêm Vương mới nói như thế này: "Cái lúc mà mắt ngươi mờ là ta đã gửi bức thơ đầu tiên cho ngươi rồi. Sau đó một thời gian khi lỗ tai ngươi điếc là lúc đó ta đã gửi cho ngươi thêm bức thơ thứ hai rồi. Và khi mà ngươi chân mỏi gối dùng tất cả mọi thứ thì lúc đó ta đã gửi cho ngươi bức thư thứ ba rồi. Và còn biết bao nhiêu bệnh tật của bản thân ngươi, ta gửi ngươi rất nhiều bức thơ, nhưng mà dường như ngươi không có đọc và không có đếm xỉa tới." Như vậy thì lúc đó ông già này ông ngỡ ngàng rằng ông nhận ra được là à, thì ra là những cái bức thơ mà trước khi mình xuống âm phủ á, tức là trước khi mình chết á, thì vua Diêm Vương gửi thơ rồi, gửi cho chúng ta bức thơ lúc chúng ta mắt mờ, gửi chúng ta cái bức thơ lúc mà tai điếc, rồi gửi chúng ta cái bức thơ lúc là răng rụng. Tới chừng mà Diêm Vương mới nói là à, lúc mà ngươi răng rụng ta cũng gửi cho ngươi một bức thơ nữa rồi. Rồi tất cả mọi cái bản thân của mình, chân mỏi gối dùng, tất cả mọi thứ bệnh tật đều là những bức thơ được báo hiệu của vua Diêm Vương cả. Thì ông chấp nhận. Sau đó có một chàng thanh niên cũng chết cái đi xuống dưới, cũng trách ngài, nói rằng những cái này đối với đời tôi đâu có đâu. Tôi chưa mắc mỏi, tôi chưa gối dùng, tôi chưa hết thấy đường, tôi chưa răng rụng. Như vậy thì ngài đâu có gửi tôi bức thơ nào đâu mà sao ngài cũng kêu quỷ sứ bắt tôi xuống dưới đây. Đó, thì lúc đó Diêm Vương mới nói rằng: "Ấy, ngươi trách vậy là ngươi trách lầm ta nữa rồi. Ngươi có thấy nhà kia có một đứa con chưa đầy 20 vừa bị xe đụng không? Ngươi có coi cái nhà bên Tây bên Đông nào đó, đứa con chừng hăm mấy 30 vừa bị bệnh qua đời không? Ngươi có coi có những đứa trẻ mới sinh ra đời chưa được 1 tuổi cũng qua đời không? Rồi những trường hợp nêu liệt kê hết. Như vậy tại sao ngươi trách lầm ta? Ta đã gửi thơ cho ngươi cảnh báo ở nhà Đông, nhà Tây, nhà Nam, những hiện tượng tuổi trẻ, thanh niên, người lớn, tất cả mọi thứ rồi mà ngươi không nhận thức, tại sao ngươi trách ta?" À, thì lúc đó cậu thanh niên đó mới nhận lời rằng là à, đúng là như vậy. Như vậy câu chuyện này nó cho chúng ta điều gì? Trong cuộc đời của chúng ta đừng chủ quan với bất cứ điều gì cả.
độ tuổi nào chúng ta cũng thấy rằng mình sẽ qua đời. 1 tuổi cho đến 100 tuổi, các vị đi ra các nghĩa địa đi, các vị đi ra các nghĩa trang đi, các vị nhìn hết các mộ bia đi. Từ 1 tuổi đến 100 tuổi, coi có độ tuổi nào mà không từng qua đời, các vị chỉ tôi đi. Các vị đừng nghĩ là 5, 70, 70, 80, 100 tuổi mới qua đời. Cái đó không phải là như vậy. Bất cứ độ tuổi nào cũng có người qua đời cả. Nhưng điều quan trọng ở đây cảnh báo chúng ta điều gì? Chư Tổ đã từng dạy: chớ đợi tuổi già tu kẻ muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân xanh, là chỗ này. Như vậy ở đây độ tuổi nào cũng cần ý thức bổn phận và trách nhiệm của mình. Có những người nuôi cha nuôi mẹ chủ quan, đợi khi nào mình có tiền mình làm giàu hay gì đó mình mới nuôi cha nuôi mẹ, mới đáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục. Xin thưa rằng các vị tưởng tượng vậy là sai rồi. Có cha mẹ nào mà lột da sống đời như chúng ta tưởng tượng? Và những người nào mà hứa như vậy trọn đời này không bao giờ làm được. Cho nên quan trọng độ tuổi nào, hãy sống đúng với độ tuổi mình và sống có ý nghĩa. Độ tuổi học trò phải sống cho ra học trò, phải học, phải nỗ lực hết mình như thế nào đó. Đừng để cái tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích, hay là đừng xem thường đời tuổi trẻ của mình mà mai này hối hận cho một tương lai. Khi chúng ta có cha có mẹ, chúng ta phải biết trân trọng và quý trọng từng ngày một. Liệu một là chúng ta có tồn tại mãi trên cuộc đời này để chúng ta đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục hay không? Hay là hai là cha mẹ có phải lột da sống đời để đợi cơ hội của chúng ta, để chúng ta làm điều gì đó có ý nghĩa trong bà cha mẹ hay không? Phải hiểu điều này. Cho nên lúc làm con phải sống cho nó có ý nghĩa với làm con, phải cho trọn như vậy. Đó là những cái đạo đức, là những phúc báo cho bản thân chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên ở đây những điều tôi nói với tất cả các vị, để có cái gì? Nhìn ngó một chút để quán chiếu mọi điều trong cuộc đời, để rồi tự ý thức, tự giác ngộ, để rồi tự tu, để sống cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Đừng đợi mai này khi một hoàn cảnh xảy ra với chúng ta, rồi lúc đó chúng ta mới nghĩ: à, ngày xưa tại sao chúng ta không biết tu, hay là ngày xưa chúng ta không biết học, hay ngày xưa chúng ta không biết làm gì có ý nghĩa, để bây giờ muộn màng rồi làm sao làm. Như vậy, để cái tiếc rẻ như vậy là không nên. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi khi tôi đi vào trong một bệnh viện, tôi thăm một vị hòa thượng là thầy giáo thọ tôi ngày xưa. Và hòa thượng nằm trong bệnh viện là 1 tháng hơn rồi. Và khi tôi vô thăm, thì khi vô thăm rồi, hòa thượng cầm tay tôi, hòa thượng rất là xúc động. Sau khi tôi đưa hỏi sức khỏe của hòa thượng thế nào, thì hòa thượng mới kể cái ngày hòa thượng nhập viện á. Hòa thượng nói là lúc mà nhập viện á, thì lúc đó tự nhiên có bình oxy, có tất cả mọi thứ, nhưng mà muốn hít một chút hơi hít không được. Ngài nói cái đó cảm giác rằng giữa cái sống và cái chết nó mong manh vô cùng. Và tự nhiên lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng cái sống cái chết thật sự là giả tạm. Ngay giờ phút đó Ngài nói là Ngài giác ngộ rất rõ như vậy. Tôi mới hỏi Ngài một câu, tôi nói: vậy hòa thượng có sợ không? Hòa thượng nói: sợ thì không, nhưng mà suy nghĩ cái gì chúng ta đã làm được và không được, cái gì chúng ta đã sống tốt và cái gì chúng ta sống chưa trọn. Lúc đó trong ký ức của chúng ta nó nghĩ đến những điều đó, nhưng mà vì cái giữa cái sống và cái chết nó quá cận kề, cho nên lúc đó chí tâm mà niệm Phật, niệm một cách hết mình như vậy, và thấy rằng hôm nay chắc gì mình có cơ hội để còn sống trên cuộc đời, để nói một lời ân, lời nghĩa, hay là chia sẻ hay giải quyết các việc này với người này, người kia. Ngay lúc đó Ngài nói là cái suy nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng cái cơ hội mà nghĩ sống là mong manh lắm, mong manh lắm. Ngài nói thở không được mà. Bình thường mình thở không có gì cả, nhưng mà tới lúc đó muốn hít một hơi thở không dễ tí nào. Và thật sự tôi nghe nói tới đó mình cảm thấy mình xót xa. Và Ngài dặn tôi một điều: con à, hãy hiểu được điều này mà nên sống tốt nha con. Để những cái khi như vậy chúng ta không ân hận bất cứ điều gì mà chúng ta đã lỡ, có lầm, có lỗi, hay còn có sai, có trái với ai trên cuộc đời. Đừng để bất cứ một món nợ nào, đừng đợi một quan trái nào, đừng để một cái sai lầm nào mà trước khi chúng ta nhắm mắt là đau khổ vô cùng, hối hận ăn năn vô cùng mà không có cơ hội. Và Ngài dặn như vậy, và tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nói thật với các vị, đôi khi chúng ta suy nghĩ nếu ngày mai ta chết, tôi nghĩ hôm nay các vị sẽ không thù, không oán, không giận đâu.
Nếu các vị nghĩ ngày mai các vị chết, hôm nay các vị sẽ sống với tình làng nghĩa xóm, với anh, với em, với cha, mẹ, bầu bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Các vị nghĩ nếu ngày mai ta chết, ta sẽ không thù, không trách, không bươi, không móc tất cả những lỗi lầm của ai đó. Nó ngộ vậy đó. Vì chúng ta rất chủ quan. Cho nên ở đây có những lúc chúng ta không kiềm chế được sân giận, có những lúc chúng ta không kiềm chế được dục vọng, có những chúng ta không kiềm chế được thù hận. Tất cả những cái này chúng ta nên quán chiếu. Chúng ta quán chiếu rằng nếu một ngày mai chúng ta ra đi, chúng ta chết, thì những ân quán, thù hận, giận tức, tất cả những cái này chúng ta có còn để lại trong lòng hay không? Hay là chúng ta sẽ kêu tất cả những người ân kẻ quán, một lần chúng ta tha thứ tất cả những sai lầm của họ, và một lần chúng ta cũng xin rằng tất cả mọi người hãy tha thứ cho ta. Hiểu điều này rất rõ. Nhưng mà vậy đó, tới khi đụng chuyện chúng ta mới giác ngộ. Mà giác ngộ chút xíu rồi thôi à, qua cơn rồi thôi à. Cái đó giống như thấy gì ngộ ngộ giác vậy đó à. Chứ còn thật ra giác ngộ là nó không có như vậy. Giác ngộ là phải nhận thức rất rõ. Mà đa phần chúng ta đó, giác ngộ cái kiểu mà giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê. Chúng ta giác ngộ là đụng chuyện gì đó, khi thất bại, khi bệnh tật, khi tai nạn, khi chia lìa, khi sanh tử đến, thì giác ngộ ngay lúc đó thôi. Rồi tới qua rồi thì cái gì nó cũng cốt khỉ hoàng cốt khỉ à. Lúc đó cái gì cũng hứa ra, ăn chay cũng hứa, niệm Phật cũng hứa, cạo đầu cũng hứa, hứa đã, cuối cùng hết bệnh không làm gì hết. Tôi từng gặp những người này mà. Có cái cô đó ở Mỹ, cô về cô gặp tôi. Cô nói thưa thầy, hồi lúc trước á, con đau khổ, con gặp những hoàn cảnh khó khăn, con dái con ăn chay một tháng. Mà lúc đó con dái dũng mạnh dữ lắm. Mà bây giờ khi mà được việc rồi, con ăn hoài không được tháng. Rồi bây giờ cô nói là bây giờ con phải làm sao. Cô nói con ăn chừng 2-3 ngày con ngán, con chịu không nổi rồi con bỏ cuộc. Rồi ngán ăn 2-3 ngày con ngán cái con bỏ cuộc. Tôi nói biết ngán bỏ cuộc sao nói dái cho dữ vậy à. Rồi tôi nói thôi, nếu đã lỡ vậy rồi thì bây giờ thầy bày một cái cách. Bây giờ ăn chay trả góp, con có biết cái vụ này không? Ở ngoài á, mua xe trả góp các vị biết không? Biết đúng không? Từng mua xe trả góp biết, mượn nợ trả góp biết không? Biết. Bây giờ tôi ứng dụng cái đó là ăn chay trả góp à. Tôi mới nói rằng cô giái một tháng đúng không? Được rồi, mai này cô về cô ăn một ngày, cô ghi vô sổ được một ngày à. Mai mốt chừng ăn chay được hai ngày, cô ghi vô sổ hai ngày ăn đi, rồi đếm đủ 30 ngày đó, rồi lên Phật, con ăn được 30 ngày rồi nè, trình cái hóa đơn đó cho Phật à. Xin thưa tất cả các vị, đây là những điều mà phương tiện để giúp người tu học. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói ngay cái chỗ mà các vị á, là khi đụng chuyện chúng ta như giác ngộ vậy đó. Chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng làm, cái gì chúng ta cũng tu hết đó. Mà tới chừng xong chuyện rồi chúng ta không tu được. Cái này á, chúng ta tự xét lại lòng mình quan trọng lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Có người á, giái đụng chuyện giái cạo cái đầu, tới chừng khi xong chuyện không dám cạo à, sợ xấu kìa à. Nhưng mà đụng chuyện tại sao chúng ta không sợ xấu à. Tôi nói với các vị, thầy tôi ngày xưa có kể cái câu chuyện này. Có cái ông đó ở gần nhà, ông không thích thầy tôi, mà ông cũng không thích chuyện tu hành. Mà ông nghe ai tụng kinh niệm Phật là ông nhái, ông nói xấu, nói chung là ông nói những điều không có hay. Thì hôm đó đó có đưa một cái đám tang, đi chung một chiếc ghe. Thì chiếc ghe đó chở quan tài mà chở mọi người đi dự tang, và trong đó chở cả cái nhóm người mà đi đánh trống nữa. Thì cái ông đó hôm đó ông ngồi gần cái trống. Thì sau đó, đó là cái chiếc ghe này đi qua, trước khi đi di quan đi chôn á, cái chỗ mà hạ quyệt á, thì qua một con sông rất lớn. Và chẳng may ngày hôm đó trời gió bão rất to. Và trời gió bão rất to cho nên á, là mọi người trong ghe đó, là hôm đó chiếc ghe đó bén chìm. Mà nếu chìm là mọi người sẽ chết hết. Trong cái sông lớn này mà nếu chìm như vậy, mà trời to, sóng to gió lớn như vậy là không ai có thể sống được hết. Thì các vị mới biết lúc đó ông làm gì không? Ông ôm cái trống niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
ông làm như thế. Thì lúc đó thầy tôi á, thì á, đi đưa đám, cho nên cũng ngồi kế đó thì cũng niệm Phật. Nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời mà thầy tôi thấy mặt mày ổng xanh hết, mà ổng ôm cái trống vậy nè, trong Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm như thế. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Rồi cái khi xong việc rồi tới lên bờ, cái ông kêu thầy tôi, ông đâu có kêu bằng thầy, ông kêu bằng anh. À, từ từ, hồi nãy sống quá tôi sợ chết, tôi niệm Phật quá trời luôn tư. À, như vậy thì đa phần chúng ta là như thế. Chúng ta tu là gì ở đây? Chúng ta gặp hoàn cảnh ngay trước mắt, chứ không phải là chúng ta giác ngộ như những người từng giác ngộ, hay là những bậc thánh, là những cái vị Phật, hay những con người giác ngộ để tu tập. Mà ở đây đôi khi vì cái chết, sự sống, vì quyền lợi, vì cái gì đó, chúng ta nhất thời để cứu mình bằng những ý niệm đó thôi. Như vậy giá trị tu hành cái đó nó không cao. Nó vẫn có ý nghĩa nhưng mà nó không cao. Vì vậy tôi nói với các Phật tử, đời cái gì cũng sẽ gặp cả, là nguyên tắc trong cuộc đời. Thành bại được mất là quy luật, sống chết là quy luật. Vì vậy cho nên tất cả các Phật tử khi giác ngộ được điều đó, phải tự dặn lòng, phải có sự tu hành, phải có sự làm việc tốt, phải sống tốt với người thân yêu, những thân bằng quyến thuộc, và phải sống tốt với xã hội này. Khi nào chúng ta thấy khó kiềm chế những cái thói hư tật xấu của bản thân mình, thì mình cứ đem ra mình suy nghĩ, nếu mai mình chết mình sẽ làm gì. Và lúc đó chúng ta sẽ kìm lại được tất cả những tham vọng, những sai lầm, những thù oán, những mọi thứ ác tâm của chúng ta được tốt hơn. Đây là những điều tất cả các vị cần đến giác ngộ và suy nghĩ. Tôi nói thật với các vị, những gì tôi chia sẻ với các vị như những lời Phật dạy về tính chất vô thường giả tạm của cuộc đời. Cho nên trong cái nội dung của bài là nhẹ gánh tan bồng, có nghĩa là tôi muốn nói rằng sự nghiệp các vị có đó, tiền tài danh vọng tất cả các vị có đó, nhưng đừng sống như là con tầm, mà hãy sống như con nhện. Bởi vì tất cả nó chỉ là phương tiện sống cho cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ thấy thanh nhàn lạc quan, chúng ta bớt khổ đau, bớt lo lắng và bớt sợ hãi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Có những người sống không giàu mà người ta sống an lạc, mà có những người có tiền tài sự sản thì lại sống trong bất an, trong lo sợ. Như vậy thì ở đây cái hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người quan niệm một cách. Nhưng tôi mong muốn rằng tất cả những người Phật tử của chúng ta nhìn nhận lời Phật dạy, giác ngộ được lời Phật dạy, để chúng ta làm sao bớt đi tạo nghiệp trong cái ăn, cái mặc và những nhu cầu này, để đời chúng ta được nhẹ nhàng và thảnh thơi. Chúng ta làm giàu càng tốt, nhưng mà phải giàu trên thiện nghiệp, chứ không thể giàu trên ác nghiệp và thủ đoạn. Những đồng tiền, những sự sản có ra trên ác nghiệp và thủ đoạn chắc chắn không bền, và nó làm chúng ta khổ đau vô cùng. Xin thưa với các vị, tôi nói cái này tôi không nhằm nói xấu, nhưng mà tôi muốn đưa ra các vị cái bài báo vừa rồi trên VN Express. Chúng ta thấy hình ảnh khi mà ông Bầu Kiên mà được phỏng vấn á, sau khi một thời gian tạm giam ông ta rồi, rồi bây giờ hỏi lại ông ta, thì ông ta mới trả lời rằng mặc dầu hôm nay ông ta bị tạm giam, ông ta không còn gì bên mình, nhưng mà ông ta thấy cảm giác bớt sợ hãi, bớt lo lắng, bớt hoang mang hơn ngày xưa khi ông ta còn đang tại vị. Bởi vì ngày xưa ông ta cứ sợ, ông ta bưng bít đầu này, ông ta cần phải sợ đầu kia, ông ta phải lo lắng đầu nọ, lòng ông ta không an. Nhưng mà hôm nay ông ta bị tạm giam, nhưng mà trong thời gian tạm giam ông ta mới ngồi suy nghĩ cuộc đời. Ông ta mới cho ông ta từng câu trả lời một, ngày xưa tại sao mình như vậy mà mình khổ đau. Bây giờ tạm giam không còn gì, tất cả mới ngồi lại, mới kiểm lại cái được, cái mất, cái thành, cái bại, cái đúng, cái sai trong cuộc đời. Và ông mới nói rằng hôm nay ông cảm thấy bình an hơn. Ngày xưa ông bị cái chứng bệnh lên máu và tiểu đường, không thể nào kìm được, nhưng mà nhờ vào đây sống có nề nếp, rồi cái mọi thứ ăn ít lại, rồi nói chung bớt hoang mang, rồi có thể dục, rồi bớt công việc, tự nhiên cái lên máu và tiểu đường nó cũng tự giảm, và béo phì nó cũng tự giảm. Đó, thì ở đây trong cái bài báo viết á, dài lắm mà tôi đọc một vài đoạn, tôi muốn chia sẻ các vị điều gì. Có những khi chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta giữ một đống tiền nhưng không có hạnh phúc, bởi vì có những nguồn tiền nó không được hợp lệ,
thì đôi khi nó làm chúng ta khổ đau. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên lời Phật dạy chúng ta là tạo ra đồng tiền sự nghiệp, nhưng hãy tạo bằng sự chân chánh và lương thiện. Như vậy khi chúng ta ăn một chén cơm, mặc một chiếc áo, chúng ta mới cảm thấy an lòng. Và hãy dạy con chúng ta đừng đua đòi, đừng ganh tị, đừng khát cầu mọi thứ một cách phi pháp, mà để bán rẻ lương tâm của mình trong một vài hoàn cảnh nào đó. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Giác ngộ được lời Phật dạy điều này, để chúng ta có cuộc sống, có cái ăn, cái mặc và tất cả mọi thứ mà luôn được an lành. Tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta ở nhất là những vùng quê này, đa phần chúng ta ở nơi đây là chúng ta sống bằng lao động. Và chính lao động chân chính đó, chúng ta mới tìm ra được những nguồn sống của chúng ta, mà chúng ta có chén cơm manh áo an lành. Và đôi khi chúng ta sống bình thường như vậy, nhưng mà lòng chúng ta thảnh thơi hơn rất nhiều. Còn có những người chúng ta đừng nghĩ phải kiếm được nhà cao cửa rộng vân vân. Nói thật với các vị có kiếm nhà cao 8 tầng, các vị cũng sống mấy tầng. Các vị cũng sống có căn phòng một cho mấy. Rồi bây giờ các vị kiếm biết bao nhiêu nguồn tài sản của các vị, các vị ăn ngày mấy bữa? Hả? 3 bữa mà các vị thậm chí cho thêm bữa tối vậy đó, 4 bữa đó, thêm bữa phụ á. Có thêm được nữa không? Có sắm thêm được cái bao tử để mang kè kè bên để ăn thêm không? Có ai dư tiền nhiều quá mua thêm cái bao tử về gắn vô kè thêm để ăn thêm không? Không có được chuyện đó đúng không? Chúng ta như thế nào cũng ăn 3 bữa cơm, mặc đôi ba chiếc áo, và tất cả cuộc sống chỉ là như thế. Vì vậy ai có phước báo, có cuộc sống hạnh phúc an lạc và có tiền của thì đó là phước báo của mình, nhưng từng đôi bàn tay chân chính của mình làm ra. Người không có phước báo bằng, chúng ta không thể có được điều kiện như vậy, nhưng ở bên cạnh nào đó bằng sự lao động chân chính, chúng ta cũng có chén cơm manh áo một cách ổn định và an lành, thì chúng ta cũng sống trọn cuộc đời này vậy thôi. Cho nên ở đây với cái bài giảng nhẹ gánh tan bồng, tôi muốn chia sẻ cho tất cả các vị có một cái ý niệm về những cái nhu cầu cuộc sống quanh ta, và có ý niệm về bản thân của chúng ta phải giác ngộ được ít nhiều, để rồi chúng ta có một cuộc sống an lành, để mai này sanh tử đến với chúng ta vẫn cảm thấy bình an. Các tổ đã từng dạy: sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ. Sanh tử như đất chăn và cởi áo trong mùa hạ mùa đông. Nhưng mà vậy đó, đâu phải dễ làm với chúng ta đâu. Với con người nhiều nghiệp chướng, với con người còn nhiều sân si, với con người còn nhiều tham vọng, nhiều cố chấp, làm sao chúng ta có thể được tự tại? Vì vậy chúng ta cần phải xả ít nhiều, bớt đi những sự cố chấp ít nhiều, bớt đi những sự tham lam ít nhiều, từ từ chúng ta mới cảm thấy an lạc và thảnh thơi. Trong bài giảng này tôi có ít lời gửi gắm đến tất cả các thính chúng của chúng ta một vài ý niệm của Phật Pháp và một vài kinh nghiệm của cuộc đời mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, để tất cả các vị lấy đó mà có một chút hành trang trong tư duy và tu học của chính mình. Chúc các vị tinh tấn và an lạc. Tôi xin kết thúc bài giảng tại đây. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Không khí của tổ đình của năm tối hôm nay vẫn còn ấm áp mùa xuân năm rất nọ, vẫn còn không khí Tết trong ba ngày xuân nhật. Con người có hai phần, phần xác và phần ý thức, tức là tâm hồn. Chúng ta sống một an bình tấn thiện, nếu tâm hồn cũng bị yếu đuối thì cuộc sống vô nghĩa. Hay là sống một cuộc sống mà có đầy đủ kiến thức, mà nếu ăn cái mặt nó ở chưa được bình ổn thì chúng ta cũng không tiêu được. Cho nên hôm nay chúng ta về đây với nhiều ý nghĩa rất là linh thiêng, nơi tổ đình của Lan được cùng với chúng tôi, cùng với tổ đình để chung vui ngày hoàn thành ngôi tổ đình xứng danh và xứng tầm
nơi mảnh đất thân thương của đại lộc của Lâm Hà. Và về đây chúng ta thể hiện được tiếu tâm, tiếu hạnh đối với ngài quý vị cố đại lão hòa thượng cộng đồng hạ xuất của ta và lịch đại chư tổ đã khai mở đạt kiến tạo nơi tổ đình để chúng ta có ngày hôm nay. Quan trọng nhất là được sự hiện diện của đại đức giảng sư ban cho chúng ta những nụ cười thân điều của cổ trong tinh thần gần góp lại ta đó khai mặt của bổn tự và toàn thể nam nữ phật tử hiện diện tại đạo tràng hôm nay xin được ghi nhận và nguyện thực hiện phần nào mà suốt gần 2 giờ đồng hồ ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta làm hành trang trên tư lương cuộc đời, làm hành trang trên cuộc sống để xứng đáng người phật tử nói chung, người đệ tử của Lâm nói riêng. Thay mặt của ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn và tri ân và cầu nguyện tam bảo lịch đợi chư tổ giác sinh cố hòa thượng tổ đình gia hộ cho đệ đức giảng sư luôn luôn trên tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn trang trải khắp miền đất nước Việt Nam nói riêng và khắp giới trung thành nói chung. Cầu nguyện ngài luôn luôn thành công, luôn luôn an lạc, luôn luôn nở nụ cười tươi hân qua mùa xuân mà chúng ta ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin toàn thể đạo tràng rất là nhiều hướng để chúng ta tiễn đưa ngài giảng sư về tàu nghỉ rồi ngày mai nó bay về miền Tây để đi lo dỗ tổ chùa Phước Hậu ở dưới Trà Vinh để làm lễ và giảng với ra nữa. Chúng ta tiễn qua nghỉ tàu, ai có nhìn thì nhìn đi chứ để mai không nhìn được.